Vâng, em chào thầy cô, mình chào tất các bạn. Thì mình là Hà và mình học lớp Happy. Một số sinh viên của mình là EDX K3029. Hôm nay mình sẽ quay một cái video để trả bài tập về bộ môn kế toán doanh nghiệp. Cụ thể là mình sẽ tổng hợp lại những kiến thức đó là về cái bảng số liệu về cái kết quả hoạt động kinh doanh cũng như là nói về cái bảng cân đối kế toán mà chúng mình đã được học. Thì ở đây mình sẽ nói về cái bảng đầu tiên là mình sẽ nói về cái bảng là báo cáo cái hoạt động của kinh doanh. Ở đây là một cái bảng mẫu mà mình tổng hợp kiến thức được. Thì ở một cái công ty để báo cáo cái hoạt động kinh doanh thì là cần nên rất là nhiều các phần khác nhau. Đây mình sẽ zoom to lên để cho mọi người thấy. Như là doanh thu bán hàng có dịch vụ này, các khoản giảm trừ doanh thu này, thì rồi các chi phí thu nhập, chi phí tài chính, rồi lãi suất, cái mức thuế. Ở đây mình đã nêu rõ. Và ngoài ra thì ở mỗi mục này thì sẽ được là quy ước chung là một cái mã số để khi mà cần thiết tìm về cái mục nào mọi người có thể nắm được cái con số này để có thể tra một cách dễ dàng nhất. Rồi, ở đây mình sẽ nói về doanh thu. Doanh thu đó là những cái khoản lợi nhuận, những cái khoản tiền bán hàng mà công ty thu về thì họ và chưa xử chi phí gì cả thì cái đấy gọi là doanh thu. Hai là về các khoản giảm trừ doanh thu, đó là những khoản phát sinh và điều chỉnh và làm giảm doanh thu bán hàng hóa sản phẩm và cung cấp cũng như là cung ứng các sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp trong cái kỳ kế toán. Nó bao gồm như là việc chiết khấu thương mại này, việc giảm giá hàng bán này, hay là những cái khoản bán hàng nhưng mà khách nó bom hàng và mình trả lại. Và doanh thu thuần nó là bằng doanh thu trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Và giá vốn hàng hóa nó là giá nhập hàng bao gồm cả ship. Lợi nhuận gộp thì bằng lợi nhuận thuần trừ đi giá vốn và các doanh thu các hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính hay là chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp hay lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh hay là các khoản lợi nhuận khác, tất cả những mục này đều phải có ở trong báo cáo tài chính cũng như là ở trong cái bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Đây tiếp theo mình nói đến đó là tình hình kinh doanh. Tình hình kinh doanh thì ở đây có lợi nhuận. Thì mọi người thường quan tâm đến lợi nhuận. Thì lợi nhuận là gì? Lợi nhuận nó là thước đo giá trị của kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nó như thế nào và nó nêu được lên các cái yếu tố những cái liên quan xác định việc lợi nhuận là doanh thu thu nhập khác hay là những chi phí. Hai đó là doanh thu và thu nhập khác thì tức là nó như nào, nó là tổng cái giá trị lợi ích mà doanh nghiệp thu được trong cái kỳ kế toán phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp, từ đó làm tăng giá trị vốn chủ sở hữu không bao gồm các khoản vốn của cổ đông cũng như là chủ sở hữu. Ở đây mình có một cái bảng để so sánh chữ doanh thu và thu nhập khác. Doanh thu nó là phát sinh trong cái quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, còn doanh thu khác nó là bao gồm các khoản thu nhập phát sinh từ các hoạt động ngoài các hoạt động tạo ra của doanh nghiệp cũng như là tạo ra doanh thu, ví dụ như là ở trong doanh thu nhiều doanh thu bán hàng, doanh thu có dịch vụ, tiền lãi, tiền bán hay là cổ tức, ví dụ mình bán hàng với sản phẩm, ví dụ như là công ty về giáo dục hoặc mặt khoa học và tạo ra doanh thu đấy như vậy. Một thu nhập khác ví dụ như là nhượng quyền các cái sản phẩm cố định thu phạt tiền, ví dụ các công ty về mỹ phẩm, về leo họ chuyển nhượng cái thương hiệu của họ cho các cái nhà khác thì đấy gọi là kiểu về thu nhập khác, hay là những cái khoản phạt khi mà những cái bên khác không vi phạm họ vi phạm hợp đồng thì mình sẽ được đấy là cũng như là được coi là cái tiền phạt cũng như là khoản thu nhập khác điều kiện để được ghi nhận ở trong báo cáo tài chính, đó là thu được lợi ích kinh tế ở trong tương lai có liên quan đến sự gia tăng tài sản cũng như giảm bớt nợ phải trả và gia tăng được xác định một cách đáng tin cậy. Và tiếp theo mình sẽ nói đến phần chi phí. Chi phí nó là tổng giá trị của các khoản giảm bớt
giảm lợi ích kinh tế trong bất kỳ kế toán với hình thức. Thứ nhất đó là các khoản chi ra, thứ hai là các khoản khấu trừ tài sản, và thứ ba là các khoản nợ, và nó dẫn đến là cái giảm vốn chủ sở hữu không bao gồm các khoản phân phối cổ đông chủ sở hữu, ví dụ như là chi phí sản xuất kinh doanh như giá vốn hàng, hay là chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi vay, hay là chi phí khấu hao máy móc, ngoài chi phí hoạt động của kinh doanh như chi phí thanh lý, chi phí nhượng quyền, hay là các khoản chi mà khách hàng vi phạm hợp đồng. Điều kiện để ghi nhận chi phí đó là các khoản chi phí để giảm bớt các lợi ích từ tương lai, hay là các khoản chi phí phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp với doanh nghiệp giữa doanh thu và chi phí, và khi lợi ích dự kiến trong doanh thu qua nhiều kỳ kế toán liên quan đến doanh thu và lợi ích được xác định một cách gián tiếp đến chi phí được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hệ thống hoặc là theo chia tỷ lệ, và một khoản chi phí được ghi nhận và báo cáo cho kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ, chi phí đó không đem lại lợi ích kinh tế trong kỳ sau. Vâng, và tiếp theo mình sẽ nói đến đó là về bảng cân đối kế toán. Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp là một phần rất là quan trọng và cần thiết. Thì bảng cân đối kế toán thì mình chỉ cần nắm rõ những cái phần chính, đó là một cái câu không thể quên, đó là tổng tài sản bằng tổng nguồn vốn. Tổng tài sản của doanh nghiệp sẽ bằng tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Tổng tài sản của doanh nghiệp sẽ là có là tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn. Còn tổng tài sản à, tổng nguồn vốn của doanh nghiệp thì có là vốn chủ sở hữu và lợi phải trả. Thì cụ thể như nào? Thì tài sản ngắn hạn nó bao gồm như là các khoản như tiền và tương đương tiền, các khoản đầu tư ngắn hạn, hay là hàng tồn kho, hay là nợ phải trả, hay là phải thu. Còn tài sản dài hạn được hiểu như là các xây dựng cơ bản, các tài sản cố định hay phải thu, ví dụ nhà cửa, công ty, xe, thì đấy là tài khoản cố định. Còn về vốn chủ sở hữu là gì? Nó là vốn góp của chủ sở hữu, hay là vốn thặng dư của vốn cổ phần, hay là vốn kinh doanh khác, hay là lợi ích chưa phân phối quỹ, còn nợ phải trả, vay và nợ và phải giá là cung cấp cũng như là phải trả khác. Thì quan hệ cân đối này đúng với mọi hình thức kinh doanh của doanh nghiệp, quy mô cũng như là thậm chí là cá nhân, và mình sẽ đi kỹ về từng phần như là phần tài sản. Tài sản là tất cả các nguồn lực doanh nghiệp quyền sát có thể mang lại lợi ích kinh tế cho tương lai, cũng như là một thể hiện các trường hợp như là được sử dụng một cách đơn lẻ với tài sản khác trong sản phẩm, hay là dịch vụ bán hàng, hay là để bán trao đổi với các cái tài sản khác, cũng như là để thanh toán được các khoản nợ phải trả, hay là để điều phối cho các chủ doanh nghiệp. Tài sản được biểu hiện với hình thức như là vật chất, nhà xưởng, thiết bị. Hay là tài sản doanh nghiệp còn bao gồm các tài sản như không thuộc sở hữu của doanh nghiệp, như để kiểm soát, để thu các lợi ích kinh tế sau này cũng như là tương lai, để kiểm soát về mặt pháp lý, cũng như sẽ có những rút ra những bài học bí quyết từ các hoạt động triển khai để đáp ứng để theo những năm tới tốt hơn. Tài sản doanh nghiệp được hình thành từ các giao dịch cũng như các sự kiện, sự kiện đầu tư cũng như là sản xuất cũng như là bán hàng. Thông thường khi có khoản chi phí sẽ phát sinh cho tài sản, thì đối với chi phí không tạo lợi ích kinh tế thì tương lai cũng sẽ không tạo tài sản. Còn về phân loại thì có tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Tài sản ngắn hạn được hiểu đơn giản như các khoản tài sản có giá trị thấp được thời gian sử dụng ngắn trong vòng 12 tháng hay một cái chu kỳ kinh doanh, doanh nghiệp thường xuyên thay đổi giá trị trong quá trình. Tài khoản ngắn hạn gồm tiền đầu tư ngắn hạn, các khoản về thu ngắn hạn, hàng tồn kho, tài sản ngắn hạn khác. Còn tài sản ngắn hạn thì là cái gì? Tài sản dài hạn là những cái tài sản của đơn vị có thời gian sử dụng hay luân phiên thu hồi dài trên 12 tháng hoặc trên nhiều kỳ kinh doanh và ít thay đổi giá trị trong quá trình kinh doanh. Tài sản nó gồm như là tài sản cố định sử dụng trên 1 năm, tài sản cố định hữu hình, những tài sản thỏa mãn điều kiện. Tài sản cố định hữu hình đây mình sẽ nêu rõ ở đây đây, hay là tài sản cố định vô hình, và điều kiện để ghi nhận một tài sản đó là tài sản được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi doanh nghiệp có khả năng chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai và giá trị được xác định một cách đáng tin cậy, và tài sản không được ghi nhận trong bảng cân đối kế toán khi chi phí bỏ ra chắc chắn không mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp, và các chi phí đó được ghi nhận ngay trong bảng kế toán cũng như là bảng báo cáo hoạt động kinh doanh. Và tiếp theo mình sẽ nói về nguồn vốn. Nguồn vốn đó là nguồn vốn sẽ tạo ra tài sản, là nợ phải trả doanh nghiệp, là khoản nợ hiện tại doanh nghiệp phát sinh và nó thể hiện kiểm soát của các chủ nợ, cũng như là việc thanh toán những nghĩa vụ hiện tại, có nhiều việc như việc trả tiền, hay là trả cân bằng các tài sản khác cũng như cung cấp vật dụng
hay thay thế các nghĩa vụ này nghĩa vụ khác, chuyển đổi lợi. Và tiếp theo là về vốn chủ sở hữu, đó là giá vốn của doanh nghiệp, nó thể hiện quyền sở hữu cũng như là thể hiện những cái quyền và cũng như là lợi ích của công ty, và tất cả được phản ánh trong bảng cân đối kế toán gồm vốn của các chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư, lợi nhuận gồm biên lại và các lợi nhuận chưa phân bổ. Và tiếp theo là việc thay đổi cái vốn chủ sở hữu. Nhất lợi ích nó là tăng các khoản đầu tư về vốn cũng như là chủ sở hữu và lợi ích kinh tế được hoạt động kinh doanh. Thứ hai nó giảm các khoản hoàn trả phân phối chủ sở hữu như chi phí hoạt động kinh doanh. Vâng, ở đây là mình đã tổng hợp tất cả các kiến thức một cách khá là theo ý của mình hiểu, thì rất mong được sự đóng góp của thầy cô như các bạn để giúp mình có thể hiểu bài hơn. Xin cảm ơn.